Kể từ khi chiến tranh Israel Hamas nổ ra, Bộ Nội vụ Pháp cho biết đã thống kê khoảng 588 hành vi bài do Thái, câu lưu 336 người vì các hành vi từ những lời lăng mạ xúc phạm cá nhân cho đến cầm dao, rình rập cạnh giáo đường Do Thái. Các hình thức căm ghét bài trừ người Do Thái không phải là mới mẻ mà đã xuất hiện từ thời trung đại, bị gán là dân tộc phản bội, giết Chúa Giêsu cho đến những kẻ giàu có hà tiện và thao túng quyền lực. Ngày 19 tháng 10, báo chí Pháp đưa tin cửa nhà của một cặp vợ chồng cao tuổi ở quận 20 Paris đã bị phóng hỏa. Tại Grenoble, một căn hộ đã bị cướp và bức tường bao phủ các nét vẽ bậy cho thấy sự cam ghét đối với người Do Thái. Cộng đồng người Do Thái tại Pháp đã trở nên lo lắng trong bối cảnh xung đột Israel Hamas và đặc biệt là sau vụ tấn công sát hại một thầy giáo ở Arras. Nhiều trường học Do Thái đã đóng cửa, nhiều học sinh cũng vắng mặt. Theo đài Europe 1, bầu không khí lo lắng bao trùm khiến một số phụ huynh tự tìm cách bảo vệ các tòa nhà, một số không muốn gửi con đến trường. Nhiều người đã mua các loại vũ khí tự vệ như súng điện, dùi cui, bom hơi cay hoặc súng báo động, nhiều hơn gấp 50% so với thông thường. Nhà nghiên cứu Marianne An Matak cho biết, cứ mỗi lần căng thẳng gia tăng tại vùng Trung Đông thì các hành vi bài Do Thái xuất hiện trở lại tại Pháp. Vì Pháp là một trong những nước có cộng đồng Do Thái lớn nhất ở châu Âu và cũng là nước có đông đảo cộng đồng người hồi giáo, tại Pháp Tình trạng bài do thái vốn đã tồn tại từ lâu, theo thời gian các hành vi có giảm nhưng người Do Thái vẫn chịu những cảnh bạo lực qua lời nói hay thể xác. Trên thực tế, các hành vi bài Do Thái ở Pháp vốn xuất hiện từ thời Trung đại, vẫn luôn luôn tồn tại và chưa bao giờ biến mất. Dưới thời Trung đại, người Do Thái bị cáo buộc là những kẻ phản bội, phải chịu trách nhiệm cho cái chết của Chúa. Dù cho rõ ràng điều này mâu thuẫn với các nghiên cứu lịch sử, theo một số nhà nghiên cứu Ngoài ra, còn có những cáo buộc vô lý khác như người Do Thái làm nhiễm độc giếng nước, lây lan dịch bệnh, chuyên đi cho vay nặng lãi. Đến thế kỷ 13, họ buộc phải mang những trang phục có ký hiệu để phân biệt với những người khác. Đến giai đoạn Do Thái được giải phóng trong bối cảnh cách mạng Pháp năm 1791, người Do Thái được trao quyền công dân, có quyền bình đẳng như mọi người. Thế nhưng, đây là giai đoạn biến chủ nghĩa bài Do Thái từ lý do tôn giáo thành chủ nghĩa bài Do Thái đương đại hoặc hiện đại. Họ bị cáo buộc là những người khởi xướng cách mạng Pháp để giành quyền bình đẳng bởi những người ủng hộ chế độ cũ. Tuy nhiên, nhờ được giải phóng mà họ đã hòa nhập vào xã hội, nhanh chóng nắm giữ các vị trí quan trọng trong ngân hàng, doanh nghiệp vào đầu thế kỷ 19. Thế nhưng những trường hợp này chỉ xem là thiểu số. Nhà nghiên cứu Matak Bonucci nói thêm, giai đoạn này có thể được xem là chủ nghĩa bài Do Thái mang tính xã hội khi họ bị cáo buộc có quyền lực về kinh tế và người Do Thái có mối quan hệ đặc biệt với tiền. Nếu dưới thời trung đại họ bị coi là những kẻ làm giàu nhờ cho vay nặng lãi thì đến thời điểm đó, người Do Thái bị cáo buộc là những kẻ nắm giữ nhiều tài sản, thao túng tài chính xã hội. Đây cũng là giai đoạn mà chủ nghĩa bài Do Thái xuất hiện trong cánh tả của Pháp, trong khi trước kia là ở cánh hữu, những người muốn bảo vệ chế độ cũ. Đến cuối thế kỷ 19, thời đại của báo chí và phương tiện truyền thông đại chúng, các hình thức bài Do Thái được loan tải, các hình ảnh châm biếm người Do Thái được loan truyền rộng rãi, không chỉ ở Pháp, Đức mà nhiều nơi khác trên thế giới. Họ trở thành vật tế thần bị cáo buộc là nguồn căn của khủng hoảng, bị đổ lỗi cho bất cứ thất bại nào, thậm chí chiến tranh. Phải kể đến trường hợp của Alfred Dreyfus, một người lính bị cáo buộc làn giám điệp, phản quốc vì làm gì bí mật quốc gia, chỉ dựa vào căn cứ duy nhất là nguồn gốc Do Thái của anh ta. Giai đoạn khiến chủ nghĩa bài Do Thái lên đến đỉnh điểm là giữa hai cuộc chiến tranh thế giới, nhất là sau năm 1933 và trong chiến tranh thế giới thứ hai. Đó là kết quả của sự tuyên truyền tích cực của Đức Quốc xã, truyền bá chủ nghĩa bài Do Thái tại nhiều nước châu Âu, bao gồm các nước Ả Rập. Họ muốn kích động sự căm hận từ các nước Ả Rập chống lại người Do Thái. Theo nhà xã hội học Pierre Simon Nahum, Do Thái là một trong những tôn giáo lớn ở phương Tây, nhưng Do Thái cũng bị coi là một dân tộc qua các cuộc đàn áp chỉ vì họ theo đạo Do Thái, dù họ thuộc tầng lớp xã hội khác nhau, thuộc về các dân tộc và quốc gia khác nhau. Sự chuyển đổi từ chủ nghĩa bài Do Thái ở trung đại sang hiện đại đó là nỗi sợ không thể phân biệt được người Do Thái vì họ quá giống với những người bình thường khác, họ ở trong số chúng ta. Đặc biệt là các hình thức bài Do Thái trong giới chính trị mà phe cực hữu tại Pháp loan tải trong những năm 1970. Theo nhà nghiên cứu Pierre Simon Nahum, bài Do Thái đã nhanh chóng trở thành công cụ chính trị nhằm thu hút công luận, đặc biệt là trong chủ nghĩa phát xít quốc xã, tức là cần phải quy tất cả những đau khổ hay thất bại cho kẻ thù, khi phải xác định ai là kẻ thù thì người Do Thái có thể được coi là đứng đầu danh sách. Trên thực tế, theo nhà sử học Mata Bonucci, ngay từ thời Trung Cổ, từ thế kỷ 12 đã xuất hiện những hình ảnh chỉ ra đặc điểm cơ thể đặc trưng của người Do Thái. Ví dụ như mô tả về chiếc mũi khoằm là điều phổ biến nhất. Đến cuối thế kỷ 19, chủ nghĩa bài Do Thái vừa mang tính chính trị và xã hội và nhanh chóng trở thành sự kỳ thị phân biệt chủng tộc. Những người bài Do Thái nhanh chóng tìm kiếm các đặc điểm về thân thể, di truyền của người Do Thái. Dù đây là một điều phi lý, đây cũng là thời điểm mà chủ nghĩa phân biệt chủng tộc phát triển khi các cơ sở về sinh học, giả khoa học được đưa ra để phân biệt người Do Thái. Người ta muốn phân loại và cố gắng nhìn thế giới qua ống kính khoa học dù tốt hay xấu. Đó là lúc người ta cố gắng tạo ra mối liên hệ giữa các chủng tộc của con người qua các đặc điểm về hình thể. Chính vì lẽ đó mà chủ nghĩa bài Do Thái đã đi kèm với chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Nhưng sự phân biệt chủng tộc đối với người Do Thái có phần khác biệt. Bà Mata Bonucci cho biết, thông thường phân biệt chủng tộc là hành vi hạ thấp giá trị của người thuộc chủng tộc nào đó như đối với người da màu hay người Ả Rập, nhưng bài Do Thái thì lại khác, đó là gắn cho người Do Thái có những quyền hạn quá mức, quá quyền lực, quá giàu. Có thể nói sự phân biệt chủng tộc bài Do Thái giống như sự phân biệt chủng tộc đối với người châu Á với các định kiến áp đặt lên cộng đồng này. Nhà nghiên cứu Simon Nahum thì nhắc đến một hiện tượng quy chụp người Do Thái đặt nguồn gốc tôn giáo này lên trên tất cả các phẩm chất khác của con người. Với sự thành lập của nhà nước Israel vào năm 1948, chủ nghĩa bài Israel xuất hiện song song với chủ nghĩa bài Do Thái qua việc các nước Ả Rập coi sự thù nghịch đối với cộng đồng người Do Thái là một công cụ chính trị để phản đối Israel, ủng hộ người Palestine. Trong cuộc xung đột giữa Israel và Hamas, chính trường Pháp bị chia rẽ khi đảng cực tả nước Pháp bất khuất đã từ chối lên án tổ chức Hồi giáo Hamas ở Gaza, giết hại và bắt người Israel làm con tin, từ chối coi đây là khủng bố. Đảng cực tả của Pháp đã nhanh chóng bị cáo buộc là bài Do Thái. Nếu đặt câu hỏi liệu có tồn tại một hình thức bài do thái kiểu Pháp hay không, nhà sử học Emmanuel de Bono nhắc lại trường hợp của một trong những nhà lý luận học Pháp, Charles Morat, mong muốn xây dựng một chủ nghĩa bài do thái kiểu Pháp, tức là tất cả những người do thái bị coi là một hạng người thấp kém, không được coi là công dân, không có quyền, không có quốc gia. Ông de Bono, thành viên của Liên đoàn Quốc tế chống phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa bài do thái cho biết, trong bối cảnh hiện nay, liệu Pháp có xu hướng bài do thái kiểu khác hay không thì điều đó khó nói. Phong trào bài Do Thái từ cộng đồng người hồi giáo là một chuyện, nhưng bài Do Thái cũng xuất hiện ở cả phe cực tả, cực hữu và những kẻ theo thuyết âm mưu. Cuộc xung đột Palestine Israel mang tính biểu tượng khiến nhiều người lo lắng, nhưng khó có thể nói là đặc trưng của một nước nào đó vì căm hận đối với người Do Thái không có biên giới, đặc biệt là trên mạng xã hội, bài Do Thái đã lan rộng ra toàn cầu. Nhà nghiên cứu Marta Benussi cho biết, các hình thức bài Do Thái thường tiềm ẩn, khiến nhiều người không dám mặc trang phục theo tín ngưỡng Do Thái. Một số lo sợ rằng khi bị nhìn nhận như người Do Thái thì sẽ bị kỳ thị, không khác gì nỗi sợ kỳ thị mà người đồng tính phải đối mặt. Về phân minh, nhà sử học Pierre Simon Nahum nhận thấy rằng, tại Pháp, hiện nay người ta có thể công khai bày tỏ lập trường Do Thái trong lời nói, diễn ngôn chính trị trong đời sống hàng ngày. Trong khi đó, sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, hàng triệu người Do Thái ở châu Âu đã bỏ mạng. Những từ ngữ hành vi bạo lực đối với người Do Thái không được thể hiện một cách công khai. Vậy làm sao để có thể chống lại chủ nghĩa bài Do Thái? Chuyên gia Pierre Simona cho rằng, chỉ cần nhìn vào thực tế và các nghiên cứu xã hội là có thể thấy rằng không phải người Do Thái nào cũng giàu có, có rất nhiều người sống trong cảnh nghèo túng, không làm việc trong lĩnh vực tài chính, thương mại và mọi người cần phải sẵn sàng thừa nhận thực tế này. Tuy nhiên, chúng ta đang sống trong thời đại mà sự thật chỉ là tương đối, do đó theo một cách nào đó, ngày càng khó để công chúng có thể công nhận điều đó là thực tế. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung trên tư liệu mở Unboxify. Xin cảm ơn vì đã ủng hộ.